Ba số điện thoại 113, 114, 115 được hợp nhất giúp điều phối lực lượng và đề xuất chặng đường ứng cứu nhanh nhất, phát hiện cảnh báo giả, cuộc gọi quấy rối. Đây là những điểm mới của hệ thống nâng cấp tổng đài khẩn cấp liên thông tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 29 tháng 9 tới sau 4 tháng vận hành thử nghiệm. Cụ thể, khi cần hỗ trợ khẩn cấp, người dân không cần nhớ chức năng từng số điện thoại khẩn mà chỉ gọi một trong ba số 113 an ninh trật tự, 114 phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn, 115 cấp cứu y tế sẽ nhận được trợ giúp từ cơ quan chức năng. Việc này giảm phiền toái cho người dân, nhất là người nước ngoài không rành quy trình. Ngoài cái gọi điện truyền thống, người dân có thể dùng điện thoại thông minh liên hệ cơ quan chức năng khi cần hỗ trợ khẩn cấp. Sau khi nhận tin báo, tổng đài viên xác định được số điện thoại, vị trí của cuộc gọi trên bản đồ, địa chỉ người gọi, lịch sử các cuộc gọi trước đó, đánh dấu phân loại các cuộc gọi quấy rối. Hệ thống tổng đài khẩn giúp tổng đài viên xác định vị trí lực lượng ứng cứu gần nhất để điều động đến nơi xảy ra sự cố, đề xuất chặng đường phù hợp để lực lượng hỗ trợ đến hiện trường nhanh nhất.